Yang thiên nhân sư tử ngã về thanh tịnh thân ngữ y chân thiệt biến lệ tầng vô dư ngã thân ảnh hiện chư phần tiền đầu diện tim túc quy mạng lệ nhân tâm đảnh lệ tầng thập phương hư không giới nhân thiên chư Phật. Nhân tâm đảnh lệ tầng thập phương hư không giới nhân thiên tôn
nhân tâm đảnh lễ đại nguyện địa tạng vương vô tạng. Nhân tâm đảnh lễ hộ pháp chư tôn vô tâm đảnh lễ phương trí nhị nghiêm thân biên phạm giới thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Cõi từ tâm khởi đêm tâm sám được tình thời tội liền tiêu an, tội tiêu tâm tình hại đều không thể mới thật là chân sám hối. Nam mô sám hối sư Bồ Tát, Nam mô sám hối sư Bồ Tát, Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà, mười phương chư Phật và pháp cùng thân hiện tăng đệ tử lâu đời. Dạng kiêu căng si mê lầm lạc ngày nay nhờ Phật biết sửa lỗi lầm thành tâm thì tâm điều giữ nguyện làm việc lành người trong ơn Phật từ bi gia hộ. Tập bệnh tâm có thiện nào hằng ngày an vui để mau xa khỏi luân hồi, bình tâm kiên tánh trí huệ sáng suốt thần thông tự tại. Cho các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc